khác với hồi nãy, khác hoàn toàn luôn á. Là cái bọng mắt với lại cái nếp nhăn ở dưới đây là nó là không còn nữa nha. Rồi cái càm mình nó villain hơn nè, nó mất hết cái nọng rồi. Nhăn ở đôi mắt với trên trán cũng không còn, da nó rất là căng bóng luôn. Sao nó căng bóng quá ha? Dạ yeah, đúng rồi, da nó rất là căng, căng luôn. Cảm giác mình, da của mình nó trẻ lên được 10 tuổi. Dạ yeah. Cái mắt nữa chị, cái mắt ở trong này nó bọng hơn cái mắt của mình. Mắt bên mình bây giờ thì nó đỡ hơn rất nhiều cái nếp nhăn.